Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này cũng được phát hình ở trên hệ thống YouTube cũng như trên Facebook VNATV. Kính mong quý vị nhớ share cho mọi người cùng coi, rồi cũng như là quý vị nhớ bấm like nè, rồi cũng như là thả tim, rồi comment vào cho chương trình. Và đặc biệt là quý vị nhớ là share cho tất cả những người bạn ở trong friend list của mình để có thể coi được. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và kính thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng phát hình ở trên hệ thống của Roku Box cũng như là trên website vnatv.com. Và chương trình tin tức buổi tối của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi hãng xe Kia với dòng xe là EV6, dòng xe điện 100%, lần đầu tiên được Kia sản xuất. Ngoài ra cũng có xe gọi là Sportage cũng rất là tốt, đó là gọi là cái xe hybrid là vừa nửa xăng, nửa điện, cũng rất là tuyệt vời. Có nhiều sự lựa chọn cho quý vị, mời quý khán giả ghé đến với các dealer xe Kia trong vùng. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bản tin liên quan đến cuộc nổ súng đã diễn ra ở tại Chicago và đúng trong ngày lễ độc lập, đúng trong cái cuộc diễn hành luôn, và rất là đông người tụ tập làm cho mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn. Và cảnh sát bây giờ đã xác định được 6 trong số 7 người nạn nhân trong vụ xả súng ở cuộc diễn hành ở tại công viên Highland, vùng ngoại ô của tiểu bang của thành phố Chicago. Cảnh sát vào ngày hôm nay đã cho biết danh tính của 6 nạn nhân, đó là Jennifer Burnett thuộc Lake County, và xin lỗi, làm cái nạn nhân đầu tiên là Catherine Golston, 64 tuổi ở Highland Park, Arena McCarthy, 35 tuổi cũng ở Highland Park, Calvin McCarthy là 37 tuổi ở Highland Park, Jackin Soham là 63 tuổi ở Highland Park luôn, Stephen Stroh 88 tuổi ở Highland Park, và Nico Toledo Zaragoza, 78 tuổi ở Morales, Mexico. Và có một nạn nhân thứ bảy đã chết ở trong tại bệnh viện ở bên ngoài Lake County. Và đó là những người nạn nhân đã được xác định. Nhưng mà tổng cộng cho đến bây giờ có 45 người đã chết và bị thương trong vụ nổ súng. Và cảnh sát trong 36 giờ qua thì tập trung về cái kẻ đã thực hiện cuộc nổ súng. Và đó, nhưng mà bây giờ họ chuyển qua là sẽ tìm hiểu thêm về các nạn nhân và những người gọi là bị bỏ lại trong cái vụ nổ súng đó, để mà giúp đỡ cho họ nhiều. Tại vì kẻ nổ súng đã bị bắt giữ nên cảnh sát sẽ dần dần để tập trung vào anh ta sau khi có những cái thông tin được thêm. Và kẻ tình nghi tay súng đó chính là Robert E. Cramwell, mới có 21 tuổi thôi, dường như đã lên kế hoạch ở trong vòng vài tuần và có mặc quần áo như là người phụ nữ trong vụ xả súng, và sau đó để che giấu danh tính và hình xăm ở trên gương mặt của mình, lẫn trốn vào đám đông để chạy trốn. Và cảnh sát cũng tiết lộ thêm rằng là người này đã từng gặp vài lần rắc rối với lại cơ quan thực thi pháp luật. Vào tháng 4 của năm 2019 thì một người đã có gọi là có cái relationship với gia đình của Grammo, nói rằng là anh ta có ý định tự tử. Sau đó các nhà chức trách đã nói chuyện với Cramo và cha mẹ của anh ta và giúp anh ta gặp các chuyên gia về sức khỏe tâm thần. Sau đó thì tháng 9 của năm 2019 thì một thành viên trong gia đình của Cramo nói anh ta đe dọa giết tất cả mọi người và có một bộ sưu tập về dao. Sau đó cảnh sát đã đến nhà của anh ta và lấy được 16 con dao, có một con dao găm và một thanh kiếm khỏi cái nơi ở của anh ta. Và cảnh sát Highland Park lúc đó thì coi như không làm gì cả, vì không có một cái lý do nào để bắt giữ, cũng như không có một đơn khiếu nại nào ở trong cái thời điểm đó, cho nên vẫn để yên như vậy. Và bây giờ thì các nhà điều tra, khi mà vụ nổ súng này xảy ra, họ vẫn đang tìm hiểu cái mục đích thực sự khi mà anh chàng Robert Cramwell này lại nổ súng trong khi còn rất là trẻ tuổi, mà có vấn đề gì về tâm lý mà lại thù hằn cộng đồng đến như vậy và tổ chức một cái cuộc nổ súng, và đã có tổ chức nghỉ kế hoạch trong vòng vài tuần, giả làm người phụ nữ để mà có thể lẫn trốn vào đám đông. Và anh ta đã bắn khi mà có một cái khẩu súng có tính sát thương nhiều, giống tương tự như là AR-15, và bắn 70 viên đạn vào đám đông đang diễn hành từ mái nhà của một cơ sở thương mại gần đó. Và cảnh sát đang tiếp tục điều tra sau khi mà họ sẽ tập trung vào phần giúp đỡ những người nạn nhân cũng như là những người đã chứng kiến cái gọi là sự tàn khốc trong cuộc diễn hành đó. Họ sẽ tập trung giúp đỡ họ trước, sau khi mà sẽ tập trung trở lại về cái kẻ nổ súng đó chính là Robert Cramwell để tìm hiểu thêm. Giờ quay trở lại với tiến sĩ Hồng Dũng, thưa anh. Thật là tội nghiệp, cái ngày vui của đất nước thiệt là buồn.
Kính thưa quý vị, theo kênh truyền hình của RT, thợ làm tóc tại thị trấn Castelnau là của nước Ý phải đối mặt với án phạt lên tới 500 euro nếu họ gội đầu hai lần cho cùng một khách hàng. Lệnh cấm mới này sẽ được áp dụng cho tới tháng 9 năm 2022. Theo một tài liệu hướng dẫn về quy định mới, để xả hai lần gội đầu cần ít nhất là 20 lít nước. Thị trưởng Carlo Giubalini cho hay, cứ 10 người thợ làm tóc thì phải phục vụ hàng trăm khách hàng mỗi ngày. Quy định mới sẽ giúp chúng ta tiết kiệm hàng nghìn lít nước. Nếu được áp dụng rộng rãi, điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn. Phản ứng các tiệm tóc và nail với quy định mới này rất là tích cực. Quy định này không nhằm mục đích kiểm soát người dân, mà để nâng cao quyền làm chủ của họ. Tuy nhiên, một số thợ hớt tóc và thợ gội đầu không đồng ý với quy định này. Họ lấy lý do một số những sản phẩm chăm sóc tóc và da cùng các loại tóc đặc biệt cần phải được gội, rửa nhiều lần. Thị trưởng Carlo Giubalini đã nhấn mạnh tình trạng khan hiếm nước tại khu vực này rất là đáng báo động. Emilia Romagna là khu vực bao chung quanh thị trấn Castelnau, chỉ còn đủ nước dự trữ cho nông nghiệp cho đến đầu tháng 7. Tình trạng này có thể tệ hơn nữa. Nhà chức trách cảnh báo là Romagna đã tuyên bố tình trạng hạn hán khẩn cấp từ đầu tháng 6 vừa rồi. Giới chức của thành phố này khuyến cáo người dân phải sử dụng vòi tắm thay vì ngâm bồn, tắt vòi nước khi đánh răng hoặc cạo râu, hạn chế dùng vòi nước tưới cây vào ban ngày. Không chỉ ở Castelnau, các thị trấn và thành phố khác của Italia cũng ban hành tình trạng hết sức là nguy hiểm vì hạn hán đã kéo dài. Sông Po là một con sông dài nhất của nước này, đón lượng mưa và tuyết ít hơn 80% so với thông thường, dẫn tới đợt hạn hán kéo dài. Lombardy là khu vực của miền Bắc nước Ý đã công bố tình trạng hạn hán khẩn cấp, và điều này có nghĩa rằng tất cả mọi hạn chế để sử dụng nước không cần thiết phải tiết kiệm để cho chúng ta có thể sống còn. Đó là lời tuyên bố của giới chức ở tại Italia. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Ngô Hồng Dũng. Tiếp đến là một người mẹ ăn chay trường ở Florida đã bị kết tội bỏ đói đứa con 18 tháng của mình. Một bà mẹ tại Florida đã bị kết án giết người ở cấp độ 1 sau khi đứa con 18 tháng của cô đã chết vì đói. Một báo cáo của Sở Cảnh sát cho biết là Sheila O'Leary đã bị buộc tội lạm dụng trẻ em, tội ngộ sát một đứa trẻ, hai tội danh đã bỏ mặc trẻ em và một tội danh lạm dụng trẻ em. Sheila và chồng đã bị truy tố vào năm 2019 sau khi mà một đứa con mới có 18 tháng của họ qua đời. Các nhà chức trách cho biết là ngay cả bé trai 3 tuổi, 5 tuổi và một bé gái 11 tuổi cũng bị suy dinh dưỡng và mất nước trầm trọng. Cặp vợ chồng này họ khai rằng là họ là những người ăn chay trường, họ chỉ ăn trái cây và rau sống mà thôi. Ngày tuyên án của cô Sheila O'Leary sẽ được ấn định là ngày 25 tháng 7 này. Còn người chồng của cô là Ryan dự kiến là sẽ ra tòa vào cuối năm nay để mà họ phải chịu trách nhiệm trước cái chết của đứa con mới có 18 tháng bị bỏ đói cho đến chết. Họ ăn chay trường. Thực chất thì ăn chay trường rất giữ dáng, giữ sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì cả. Và ngay cả trẻ em thì có, nhưng mà nếu như mà ăn uống khoa học trẻ em vẫn có thể ăn chay trường khi mà còn nhỏ. Tại vì Mỹ Linh biết là bây giờ có rất nhiều người nghĩ rằng con của mình nên ăn chay trường và họ cho con của mình ăn. Nhưng mà đứa trẻ được ăn rất tốt, đầy đủ, có nhiều chất fiber từ rau cỏ, rồi ăn thêm đậu hũ, ăn thêm những cái đồ ăn mà được làm từ bột ở bên ngoài. Và đứa trẻ vẫn rất khỏe mạnh, bụ bẫm. Nhưng mà đây là hai cặp vợ chồng này bỏ đói con mình và họ lấy cái lý do là họ ăn chay trường cho nên chỉ có ăn rau củ thôi, và cái đó là có thể làm, nhưng mà những đứa con của họ cũng suy dinh dưỡng luôn. Thì điều lạ lùng có thể là họ đã bỏ đói con mình chứ không phải là vì những đứa trẻ này cứ ăn chay rồi cuối cùng là ốm yếu đến nỗi suy dinh dưỡng. Không phải là như vậy, tại vì khi mình ăn chay mà biết cách đó giữ dáng rất đẹp và mình rất là khỏe mạnh chứ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đây là họ hoàn toàn không biết cách chăm sóc những đứa con của mình, thưa quý vị. Dạ, quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, một hình ảnh mà lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân Chicago đang thích thú theo dõi lễ diễu hành. Nhiều trẻ em đạp xe đạp, tươi cười, vẫy cờ Hoa Kỳ. Tiếng súng bất ngờ đã vang lên trong một đoạn video chưa được xác định.
nghi phạm đã nã nhiều chục viên đạn và nã tiếp 30 viên đạn cuối cùng. Giữa những làn đạn như vậy thì chúng ta nghe thấy những tiếng phụ nữ hét lên: "Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra?" Chính quyền địa phương cho biết ít nhất là 6 người đã thiệt mạng, như là món tin hồi nãy cô Mỹ Linh vừa nói. 36 người đã bị thương, hầu hết là vết thương do trúng đạn. Một bác sĩ giải phẫu khẩn cấp cho biết 26 nạn nhân đã đưa đến bệnh viện Highland Park, có độ tuổi từ 8 tuổi cho đến 85 tuổi. Ít nhất trong số người thiệt mạng thì có một công dân là người Mỹ Tây Cơ, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ Tây Cơ cho biết trên Twitter, cảnh sát đã xác định được một số người có liên quan đến sự kiện nổ súng là Robert Grimo, 22 tuổi, sống tại Chicago. Nghi phạm đã lái một chiếc xe Honda Fit đời 2010 màu bạc, hiện vẫn còn đang lẩn trốn, nhưng mà khi tôi đọc có tin này thì dường như là anh ta đã bị bắt rồi. Trong một tuyên bố của mình, Tổng thống Joe Biden đã đề cập đến luật cải cách súng và ông đã ký gần đây, nhưng nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi sẽ không từ bỏ việc chống lại nạn bạo lực bằng súng đạn. Dân số của Highland Park là 30.000 người và gần 90% là người da trắng. Theo Cục Điều tra của Dân số Hoa Kỳ, vụ nổ súng là khi ám ảnh bạo lực súng vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều người Hoa Kỳ sau vụ thảm sát ngày 24 tháng 5, khiến cho 19 học sinh tiểu học đã thương vong. Và kính thưa quý vị, một lần nữa xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi xin một phép một phút thông tin thương mại và sẽ trở lại ngay lập tức. Cảm ơn quý vị.